Hai xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Thì đây là những cái hình ảnh để mình làm cho cái trường mẫu giáo đặt hàng để mà trang trí lớp này. Anh chị thấy đây là rất là nhiều, đây là một trường nha, tức là họ trang trí cho tất cả các lớp luôn mà các bạn. Thì mình phải cái này á, khi mà các bạn và các anh chị làm thì phải chịu khó. Chúng ta sẽ làm mới đầu có thể là chúng ta làm ít lắm, có thể là 1-2 tờ hoặc là cắt những cái nhỏ ấy nè, chúng ta ép, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta làm. Tại vì nếu mà các anh chị mới ra, các anh chị cần phải làm những cái nhỏ này trước. Tại vì khi làm những cái nhỏ này trước rồi sau đó người ta mới giới thiệu, các cô giáo người ta mới giới thiệu qua những cái chuyện mới cả các anh chị. Thì ở đây á, mình đang in trên bằng sử dụng máy 830DN và in trên cái giấy for 250. Giấy for 250 này là một dạng giấy trắng dày. Nếu mà gọi là cái bì thái, nếu mà cái bì thái á, thì nó là 180 thì nó là mỏng hơn, còn cái này là giấy for. Giấy for nó cũng dạng giấy đó nhưng mà cái giấy cái định lượng nó dày hơn, nó dày định lượng tới 250 lượng các chị và các bạn, nó gần tương đương với cái giấy của C300. Thì có đặc điểm của cái giấy này á, là khi mà nó càng dày á, thì mức độ này nó sẽ láng, mức độ này láng khi mà in ra. Và đặc biệt mình sử dụng cái máy 830DN thì nó in phủ lớp nên khi các chị in ra thấy nó sáng rất là đẹp nó sáng hơn. Còn đối với máy in phun á, máy in phun màu, tất cả các anh chị mà sử dụng mà in phun trên cái giấy for 8 định lượng này nè, cái giấy for 250 này thì nó sẽ bị sậm màu. Lý do là nó là phun thấm, nó là dạng phun thấm chứ không phải là dạng tráng lớp nhưng mà đối với cái mực này mà in trên cái giấy này thì nó bám cực chắc, tại vì cái giấy này nó có một lớp sừ. Tuy nhiên nên là có một số bạn hỏi cho mình là khi mà cái giấy cái máy 830DN in được tốt trên cái loại giấy nào, thì theo mình xài vào đó giờ trên giấy 830DN, khi mà đối với tất cả các bạn và các anh chị in trên một cái, ví dụ tấm ảnh mà in trên một cái mặt phẳng này, các anh chị không có cắt ra như vậy thì các anh chị in cái trên cái giấy in ảnh rất là đẹp, in ảnh rất là đẹp. Và những cái giấy này cũng khá là đẹp chứ không đến nỗi nào mà nó gọi là cái mực, nó cũng chỉ tương đương với nhau khoảng 9-10 thôi. Và đặc biệt là nó in trên tốt trên tất cả các loại giấy, kể cả giấy của C nha, mà định lượng tới 300 luôn. Thì mình nghĩ là nó sẽ đáp ứng tốt. Còn đối với mà khi mà tất cả các anh chị mà sử dụng cái giấy in ảnh á, mà để các anh chị in ra như thế này và các chị cắt như thế này, thì nó sẽ có một cái nhược điểm. Là khi các anh chị cắt á, là cái mực nó sẽ bị bong ra, Tại sao? Tại vì trên cái giấy in ảnh á, nó có một cái lớp thuốc, người ta có tráng một lớp thuốc bóng, tráng một cái lớp độ bóng mà chỉ có sử dụng cho cái máy in phun là tốt nhất. Tại vì khi máy in phun mà nó qua cái lớp đó, nó sẽ thấm vào trong cái lớp bóng đó, thì nó sẽ tạo ra cho cái hình ảnh của các bạn sáng lên, người ta mới gọi là giấy in ảnh. Chứ còn mà nếu mà tất cả các anh chị mà in trên cái giấy này thì nó sẽ thấm vào, không có nó sáng như cái này. Các anh chị thấy bây giờ nó sáng, nó phủ một lớp rất là sáng và in tốc độ rất là nhanh. Nếu với cái công việc này mình chỉ cần bỏ ra trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, mình thiết kế design mình in xong là xong hết những bộ phận này và mình ngồi mình cắt mình giấy cho anh ta. Nên do đó là nếu mà tất cả các anh chị và các bạn nếu mà mới mở tiệm ra, các anh chị chưa có vốn đầu tư, thì mình nghĩ mới đầu thì các anh chị nên sử dụng cái máy A3 thì nó tầm khoảng 10 đến 11 triệu gì đó mà sử dụng một cái men luôn. Thì mình nghĩ những cái trước mình qua nó khi tất cả các anh chị và các bạn tại sao mình sẽ sử dụng cái men, tại vì mình sử dụng cái men nó sẽ đáp ứng được cho mình in trên rất là nhiều loại giấy, kể cả giấy có C. Nên do đó nó sẽ đáp ứng cho mình được rất là nhiều cái công việc mà mình làm mà cho khách hàng. Còn khi mà các anh chị và các bạn sử dụng mực nước thì các anh chị chỉ sử dụng được trên cái in ảnh giấy for, còn giấy có C các anh chị in không được. Tại vì khi mà cái giấy có C các anh chị có thể tận dụng vào in cạc logic cho khách hàng. Nếu với cái khi mà các chị mới mở tiệm ra thì các chị cần làm những cái nhỏ lẻ, chúng ta phải siêng năng, chúng ta phải chịu khó, chúng ta làm thì chúng ta mới thành công được. Chứ còn mới mở ra thì không có ai mà đưa cho các bạn có được số lượng lớn hết, tại vì khi mình làm từ nhỏ xong người ta mới giới thiệu lên. Còn sau này nếu các bạn đã phát triển rồi, nhiều số lượng khách hàng rồi, nhiều công việc rồi, thì có thể các bạn cũng có thể lựa chọn, các bạn sàng lọc bớt những cái công việc nào mà nó quá nhỏ lẻ tẻ quá, thì các anh chị cũng có thể là các anh chị sàng lọc bớt, các chị cũng có thể là không nhận hàng đó. Thì sau này chúng ta đã có nhiều khách rồi, còn đối với tất cả các anh chị mà mới thì mình nghĩ là các anh chị nên là mình phải siêng năng, mình phải làm, chịu khó làm những cái nhỏ trước rồi sau đó mình mới làm cái lớn. Cho đó thì cũng sẵn đây làm những cái đồ chơi này,
Thì ở đó mình có nhiều anh chị và nhiều bạn hỏi là cái máy 830DN xài có bền hay không. Thì từ ngày mua máy đến giờ thì mình hầu như là mình thấy là nó cái không có hư hao gì hết. Thì đợt thì rồi mình nói chung là mua cũng khá là lâu rồi. Thì các anh chị coi là thì mình cũng không nhớ là ngày nào, nhưng mình nhớ là khá là lâu và số lượng rất là nhiều. Thì cho nó cái video khi mình lấy cái máy về đầu tiên, mình có sử dụng một tháng xong mình có cái review cái video đầu tiên thì các anh chị sẽ coi thử cái ngày nào, mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà mình thấy cảm thấy rất là lâu và xài á, thì đợt cách đây khoảng một tháng á, thì nó có hiện tượng là nó bị nổ rung. Lý do là trong quá trình cái mù đó mình lấy cái bột đợt giấy á, nó bị bụi, và khi đưa vào thì cứ là cái rum xài cũng lâu rồi thì nó sẽ có hiện tượng bị nổ rum. Chứ còn hầu như là những cái bộ phận khác mình không thấy nó hư hao gì hết, kể cả lỗi, về lỗi nó cũng không có báo lỗi gì hết, nên mình thấy là xài rất là ok. Tuy nhiên là cái này ở trên thị trường nha, mình thấy là nó cũng có rất là nhiều loại, nên là các bạn tiếp cận được cái loại nào thì các bạn cứ tìm hiểu, các bạn sử dụng. Chứ còn nhiều lúc mà các bạn hỏi mình đang sử dụng 830DN hoặc là mình đã sử dụng qua máy Infung 1430 hoặc là L1800 hoặc là Infung A4, thì dòng Epson thì mình có thể mình trả lời cho tất cả các bạn và các anh chị được. Còn đối với những cái dòng khác mình chưa có sử dụng qua thì mình không thể nào trả lời được. Mình do đó là mình sẽ không có trả lời lại cho tất cả các bạn, nên các bạn cũng phải hiểu và thông cảm cho mình ha. Khi nào những cái nào mình sử dụng, những kiến thức nào mình có, mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị. Rồi hy vọng một số chút cái chia sẻ ở đây cũng có thể là giúp cho tất cả các anh chị và các bạn được về cái câu trả lời về máy 830DN in tốt trên loại nào, và những cái loại nào các chị nên sử dụng cái loại giấy cho nó phù hợp ha. Một lần nữa mình xin nhắc lại là tất cả các anh chị mà khi sử dụng những cái hình ảnh mà cắt mà trang trí vào mẫu giáo thì các anh chị đừng nên sử dụng cái giấy in ảnh để mà in trên giấy 830DN, tại vì cái mực của nó sẽ khi các anh chị cắt nó sẽ dễ bị bung ha, nó dễ bung. Nó chỉ đáp ứng được là khi trên với những cái ảnh trên mặt phẳng mà các anh chị ép á, thì nó sẽ rất là tốt ha. Còn đối với những cái giấy pho như thế này và đặc biệt là đây là cái pho 250 hoặc là các bạn có thể sử dụng giấy cốt C, thì giấy trên giấy cốt C nó in mực và bám rất là chắc, những cái loại giấy này mực bám rất là chắc ha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu tất cả các bạn và các anh chị cảm thấy những kiến thức mình chia sẻ nó có hữu ích thì các anh chị đừng quên bấm like và share video để mọi người theo dõi. Nếu các anh chị nào mới vừa đến với kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh mình phát triển. Video của mình xin tạm dừng ở đây, xin chúc tất cả các bạn các anh chị thật là nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng phát đạt. Bye bye.